để các sen gọi boss đang mãi mê chơi quên giờ giấc trở về. Không biết mấy bạn cún khác thì sao, chứ riêng bạn Cori này cứ hễ nghe tiếng máy nổ là có mặt mọi lúc mọi nơi. Khi đi chơi, chỉ cần nổ máy là đã thấy nó ngồi trên xe lúc nào không hay. Còn lúc về thì cũng nhờ tiếng nổ máy tít còi là em tự động hiểu là ông già chuẩn bị về rồi. Chạy mau thôi, nếu không bị bỏ chắc. Sau 3 giây là đã thấy dáng hình tròn vò ấy chạy hớt hải từ đầu đường về với tốc độ mở rung giật cấp 9, cấp 10 rồi phóng lên xe yên vị điểm danh với ông già. Từ từ đừng có hối sen ơi. Mỗi lần đi chơi đều thế, tự nhiên thấy cũng nhàn hẳn ra, khỏi mất công đi kiếm gì cho cực. Đi chơi nhưng không quên nhiệm vụ là đây chứ đâu. Nhưng cũng đừng đần quá mà nghe tiếng xe ai nổ cũng ngồi lên nha. Bị bán sang Trung Quốc là khóc cả chủ lẫn tớ đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.